YoHeShop xin chào các bạn. Thì hôm nay YoHeShop có lên cho một con Honda iBlack một cái Baga SR và một cái thùng B32NADV. Đây là những chỗ bát để bắt. Đây là bát bắt Baga vô xe. Thì thùng 32 ADV này nó sẽ có tích hợp cho mình tựa lưng cho người ngồi sau. Tựa lưng dựa rất là êm, và kèm theo đó là một cái lưới ràng. Lưới ràng này các bạn đi nắng là sẽ không bị giãn nha, nó sẽ khác với những cái lưới vàng mà mình mua ngoài chợ đó. Lưới ràng của VV là rất là chất lượng đó. Và cột ràng đồ này. Thùng thì nó sử dụng mà dòng khóa là dòng khóa B. Dòng khóa B thì các bạn chỉ cần khi mà mở thùng đóng xuống chỉ một thao tác thôi, đó, đè xuống là tự khóa. Đó, mình mở thì mình ấn nút mở lên. Thì bên trong nó còn một cái gọi là cái đệm chống sốc ha. Để cho mình có đựng những cái vật giống như là laptop nè, cái thùng này có thể đựng được laptop 15 inch ha. Này mình sẽ lượng được 15 inch. Thùng này thì có giá là 1.810.000. Thùng thì sẽ được bảo hành 2 năm về những lỗi kỹ thuật như là khóa. Mình sẽ quay tổng thể cái thùng. Vuông rất là hợp với những cái xe. Đây thì nó chạy cái chỉ màu bạc phản quang. Rồi. Ngoài ra thì shop còn nhiều loại thùng khác, thùng sâu khác ha. Đây đầy đủ kích cỡ tròn vuông. Và còn có thùng hông của GV cho tất cả dòng xe. Áo mưa GV, túi đeo GV, bao tay chống nắng, giày đi mưa. Và các một số mẫu nón như là full face, lật hàm của đời thai ha. Lật hàm này là lật hàm 180 độ. Đó. Mẫu lật hàm mới nhất của loại 2. Và còn một số dòng sản phẩm khác. Anh em có nhu cầu thì cứ đến 165 đường Linh Đông, phường Linh Đông, Thủ Đức để tham khảo các sản phẩm khác. Shop xin chào tất cả anh em và cảm ơn anh em đã xem video.